nói đi. Cô không lấy thì tại sao số tiền này nằm trong giỏ của cô? Không lẽ tôi đem đi bỏ giỏ cô hả? Cậu Sang, cậu phải tin tôi không có lấy số tiền này. Ba, chuyện gì từ từ nói, đừng còn nóng tính quá ảnh hưởng sức khỏe. Thôi, không cần phải nói nhiều với cô ta nữa. Đuổi cô ta đi đi. Bực quá thì thuê người khác. Ba cái công việc giúp việc nhà ai làm mà không được? Đó, mới làm có một tháng à, mà đã như vậy rồi. Thử hỏi nếu như làm cả một thời gian dài nữa, chắc đợi cô ta dọn cả nhà này đi luôn quá. Lan à, mặc dù cô mới làm đây một tháng thôi, nhưng hơn ai hết cô hiểu tính tình tôi đúng không? Rất thẳng thắn không vòng vo. Số tiền này nè, thật sự cô có lấy hay không? Thật sự là tôi không có lấy. Tôi cũng không biết lý do tại sao số tiền này nằm trong giỏ của tôi. Nhưng tôi nghĩ anh hỏi lại ba anh thì tốt hơn. Đúng. Số tiền này là chính tôi bỏ vô giỏ của cô đó. Ba, còn con đang thắc mắc là tại sao ba lại bỏ tiền vô giỏ cô ta là cái gì chứ? Dạ ông chủ ơi, con xin phép được dọn phòng nha. Ừ. Chủ ơi, con Lao ở trên này nha ông chủ. Tôi hỏi đi, trên đó Lao làm cái gì? Ông chủ ơi, con mở đèn cho ông chủ đọc sách nha. Đèn ban ngày mở đèn cái gì? Tốn điện. Ông chủ ơi, con lai bức tranh này nha ông chủ. Tùy cô. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Đứng lên! Cô làm như vậy, con trai tôi nó thấy là không tốt đâu. Đừng có dở bằng cái trò này nữa. Mai mốt căn phòng này không cần cô vô dọn dẹp đâu. Đi ra ngoài, làm tốt công việc của mình đi. Dạ, dạ ông chủ. Mà nè, cô đi thay bộ đồ khác đi. Đồ này không hợp với lại công việc hiện tại của cô đâu. Dạ, dạ con thay liền. Bà nói ra như vậy đã hài lòng con chưa? Còn cô, bước ra khỏi nhà tôi đi. Số tiền này coi như là một tháng lương của cô vậy. Và tôi không muốn nhìn thấy cô lần nữa. Sao cô chưa đi nữa? Anh có muốn biết sự thật không? Ông chủ, ông chủ làm gì vậy ông chủ? Ông chủ làm ông chủ chứ làm cái gì? Ông chủ đừng có làm con sợ nha ông chủ. Có gì đâu mà sợ, ông chủ ăn thịt ăn cá gì con đâu mà sợ. Ông chủ ơi, ông chủ đừng có làm gì con nha ông chủ, mà làm là con la lên đó ông chủ ơi.
đây có đâu gì đâu la. Phòng ông chủ cách âm rồi, con ông chủ không có nhà nữa. Ngoan, nghe lời ông chủ đi. Chú thấy con làm ở đợ gì, tội nghiệp quá à. Dạ, mà con xin ông chủ làm như thế nào. Ngủ với ông một đêm đi, bằng mấy tháng lương luôn con ơi. Nhu, 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 nhu. Nghe lời ông chủ con ơi. Nghe lời ông chủ đi, ông chủ nhiều tiền lắm. Ông chủ nhiều tiền lắm hả? Đó là sự thật. Còn tin hay không á thì tùy anh. Thật sự là bữa nay tôi rất là muốn nói chuyện nghiêm túc với ông. Tôi không có muốn ông lơ cái lời nói của tôi như mấy đợt trước nữa. Ông làm việc tư tưởng này với ba của ông đi. Làm cái gì? Tôi muốn ông hiểu á, tôi là một người không phải là một người nhỏ nhen. Ông hiểu không? Ông biết tính tôi rồi đó. Rồi. Nhưng ba của ông có vẻ như già rồi bị sanh tật á. Tôi nấu cơm, ba ông yêu cầu là phải nấu cơm thiệt là nhão. Tôi thề với ông luôn là tôi nấu cơm nhão như cháo luôn, có thể là húc rộp được luôn á. Nhưng không, ba ông vẫn bắt lỗi tôi, nói là cơm này cứng quá ba nhai không có được. Xong tự nhiên mua cái nồi cơm điện riêng, tự nấu riêng. Tiền ga, tiền điện, tiền gạo rồi này kia ai trả? Tôi trả. Nè, tôi nói cho bà nghe, hiểu không? Thì bà phải tinh ý một chút, tinh ý một chút thôi. Thì giờ bà ăn không được, bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà ăn cứng không được thì bà nấu làm hai nồi đi, đúng chưa? Một cái nấu cho ba, một cái nấu mình ăn. Chứ có gì đâu mà bà phải cứ cắt cớ nhau hoài làm cái gì. Rồi, coi như cái chuyện nồi cơm điện là nhỏ này sai đi. Tôi sai hết, tôi làm biếng, tôi không chịu nấu cơm riêng cho ba ông, tất cả là lỗi của tôi. Nhưng cái bình thủy, tôi chắc chắn cái bình thủy là tôi phải đúng. Cái bình thủy ngày nào tôi cũng làm tròn bổn phận làm dâu. Tôi chăm bình thủy nước nóng sôi sùng sục để cho ba có thể chăm trà uống cà phê. Nhưng không, ba ông chê nước này nó không có đủ nóng. Ba ông tự động bắt một cái nồi nước sôi riêng. Rồi đó, bắt đó, rồi bỏ đi đâu đó. Không nhớ gì hết, tôi tới cái bếp phần phường phật vậy nè. Tụi nó có ngày cháy nhà hết. Không có nghe tôi, ông là ông không có tin. Ông phải đợi hả, cháy nhà lên vậy đó, ông mới sợ. Ô bà muốn lắm hả? Hả, sao cứ nhắc hoài vậy? Trời, còn cái chuyện đó nó quá đơn giản mà. Thì ba lớn tuổi rồi, bà biết cái người lớn tuổi người ta hay quên. Rồi một ngày nào đó bà cũng sẽ như vậy thôi. Bà trách cái gì? Thì bây giờ ba quên thì mình phụ qua, mình tắt cái bếp cái thôi. Có gì đâu mà không ra lá ông sầm lên. Trời đất ơi, ông ơi, tôi còn con tôi nữa, thằng Bo nữa. Tôi phải đưa đón nó đi học, tôi phải chăm sóc nó. Tôi đâu thể nào 24/24 tôi chỉ tập trung vào ba của ông được. Rồi, bỏ qua cái chuyện bình thủy đấy đi. Đồ ăn, tôi không chấp nhận đồ ăn. Tôi nói ăn cái kiểu này lâu dài thế nào cũng ung thư mà chết. Trời ơi là trời, tôi nấu đồ ăn tôi chỉ yêu cầu là ăn hết giùm tôi. Rồi ví dụ như không ăn hết cứ để đó đi, tôi dọn cho. Không chịu là không chịu. Tự nhiên thịt gà với cá trộn chung một cái thập cẩm như vậy, vừa tanh vừa hôi làm sao mà ăn. Chưa kể đồ cũ đồ thiêu cũng lấy ra ăn nữa. Vậy sao được? Tôi thấy bà mà không được á. Nhưng cái chuyện thật, đúng là cái chuyện này là tại sao người ta gọi là phụ nữ là công dung ngôn hạnh. Có nghĩa là có trước có sau. À, chuyện gia đình, chuyện ngoài xã hội phải là tề hết. Chuyện nhà, bà là dâu là bà phải tin ý những cái đó. Thí dụ biết bà lớn tuổi, ăn đâu có nhiều, bà dọn lên nhiều làm cái gì. Thì bây giờ nè, buổi sáng á, bà dọn gà lên. Buổi trưa, bà dọn cá lên. Buổi tối, bà dọn thịt lên. Thì cứ mỗi lần dọn một thứ lên thì bà ăn hết thì đâu có trộn được. Đúng chưa? Cái chuyện đơn giản quá, chẳng lẽ tôi cũng phải dạy bà sao, đúng không? Ô, tôi nghĩ ông nên đổi nghề đi, ông đừng có kinh doanh làm gì hết á. Làm luật sư đi, cái gì ông cũng cãi được, cãi ngang cãi cùn cỡ nào ông cũng cãi được hết á. Tôi nói đúng chứ không có gì cãi chứ, tôi nói đúng. Rồi, coi như mấy cái chuyện đồ ăn thức uống là tôi sai được chưa. Nhưng cái chuyện này ông phải thật sự suy nghĩ lại. Thằng Bo con ông, nó chỉ có một tuổi thơ duy nhất, nhưng tôi cảm thấy tôi không cho nó được một tuổi thơ trọn vẹn. Tại vì sao? Sao? Từ hồi mà sống chung với ba tới giờ có bao giờ nguyên một gia đình mình đi đầy đủ không? Đi dẫn con đi chơi du lịch đầy đủ không? Hay là
ông với thằng Body là tôi phải ở nhà trong ba, còn không thì ngược lại. Ông thấy vậy có bất công với con mình quá không? Có bao giờ nó đủ đài gì đâu. Rồi bây giờ tôi nói ông nghe nè, không lẽ cứ phải sống trong một cái cảm giác nơm nớp lo sợ vậy? Tôi thiệt sự không sống nổi với ba ông nữa. Nói vậy là sao? Vậy ba phải ở đây chứ không ba đây thì ở đâu? Hả? Ông muốn ba ở đâu? Mà cái chuyện này tôi nói bao nhiêu lần rồi, nếu mà bà khó chịu vậy thì thuê người ở đi, thuê người làm đi, người giúp việc đi. Sao bà cứ nói là tốn kém, chi phí nọ, bà không chịu rồi bây giờ bà cứ la ông sùm lên là sao? Ông làm như cái chuyện thuê người. Ba. À, tính xuống pha trà uống, quên trà trong phòng để quay lại lấy. Dạo này đầu óc lú lẫn, lúc nhớ lúc quên. Ba, nói nữa đi, nói lớn lên nữa, la lên nữa. Nói vậy á ba không nghe đâu. Bà phải nên nhớ nè, cái nhà này nè, tất cả những chuyện của nhà này nè, từ đâu mà có, bà phải nhớ mà. Ba, vậy ba quyết định giỏi vợ chồng tụi con đi ba. Chứ bây giờ ba lớn tuổi, ba ở có một mình à, rồi bệnh hoạn đâu có ai chăm sóc đâu nha ba. Dạ đúng rồi ba. À, tụi con công việc cũng sắp xếp xong xuôi, ổn thỏa rồi. Ba với sẵn có thằng Bo nữa, qua gì có ông có cháu này, rồi cái gì sẵn ba ngó giùm tụi con luôn nha. Nha ba. Hiểu mày tính sao á, ba nào vợ ở đây quen rồi hả, dù sao cũng có chòm sớm đó, con trai già bảy nữa còn hủ hỉ được với ổng, rồi quýnh cờ với ổng mỗi ngày. Với lại tao thấy từ nhà bay qua nhà tao hay từ nhà tao qua nhà bay có 5-10 phút chạy xe à, có gì đâu là xa xôi. Còn thằng Bo đó, bữa nào tao nhớ tao chạy qua bển rồi tao thăm nó, còn không là cuối tuần hai vợ chồng tao bay mà cứ bận biểu quá cứ đem nó qua đây với tao, có gì đâu mà cứ biểu là phải qua ở với vợ chồng bay làm chi vậy. Hai đứa muốn xin tiền ba bay đúng không? Dạ ba ơi, thiệt ra là vợ chồng tụi con cũng cố gắng làm ăn lắm ba, nhưng mà nó không có mai, tụi con làm ăn thất bại, bây giờ nợ nần chồng chất, người ta quá xiết nhà tụi con rồi ba. Bây giờ tụi con không có cách nào chi trả hết lãi mẹ đẻ lãi con. Bây giờ tụi con sao cũng được hết, nhưng mà thằng Bo làm sao ba? Ba ơi, ba suy nghĩ ba cứu vợ chồng tụi con chuyến này đi ba. Dạ con nói đúng đó ba. Thật ra bây giờ tụi con giờ mà thì bán cái nhà cũng được luôn á, trả nợ cũng được ba. Nhưng mà còn thằng Bo nó mới có 2 tuổi rồi đi đâu ba? Ba thương thằng Bo, ba thương cháu nội ba nha ba. Không hiểu nổi tụi bay luôn. Làm ăn cái kiểu gì mà tối ngày cứ lụng bại với thua lỗ. Đâu phải một lần đó hả? Biết bao nhiêu lần rồi. Mấy cái lần trước á, tiền hưu của tao bao nhiêu tao gom góp tao đưa hết rồi, tới giờ cũng còn lụng bại, cũng còn thua lỗ. Tao cứu tụi bay bằng cách nào hả? Ba, hay là ba cứu con lần này nữa nha ba. Ba bán cái nhà của ba nha. À, cái chuyện gia đình bay tao không có xen vô, nhưng tao thấy việc này không có đặng anh nha. Ai á chứ ba má bay thì tao rành sáu câu. Ngày xưa ông bà cưới nhau làm ăn dành dụm lắm mới là gây dựng được căn nhà này. Bây giờ má bay chết rồi, cái căn nhà này là kỷ niệm, bán không có được đâu đó. Ba, con biết đó là căn nhà kỷ niệm của ba với má. Con cũng biết là ba rất là thương má. Nhưng mà ba ơi, bây giờ vợ chồng con bần cùng dữ lắm rồi. Tụi con không bao giờ có suy nghĩ là muốn bắt ba bán nhà hết. Nhưng mà tụi con cũng hết cách rồi ba. Con tin là ở trên cao, nếu như má biết, má cũng sẽ giúp vợ chồng tụi con mà ba. Đâu có thể thấy con mình chết mà không cứu đâu. Tụi con sao cũng được hết á, nhưng mà ba phải nghĩ cho thằng Bo chứ ba. Nó mới có ba lớn sao mà nó chịu khổ nổi ba. Dạ, vợ con nói đúng đó ba. Ba, với lại thật sự là trong tâm nguyện tụi con,
Tụi con muốn chăm sóc ba, tụi con không an tâm thấy ba ở một mình như vậy. Đi ba, ba cho tụi con cơ hội báo hiếu cho ba. Con nói thiệt, cái số tiền này là tụi con chỉ mượn thôi. Khi nào mà tụi con làm ăn được á, tụi con chắc chắn sẽ trả lại cho ba mà. Nha ba. Cho em xin lỗi. Ba, sao tự nhiên ba có ý định vô gì với lão vậy ba? Ba, tụi con đi tìm ba khắp nơi á, tụi con phải hỏi hết người này người kia mới biết là ba qua đây ba nhờ chú Bảy làm thủ tục cho ba vô viện dưỡng lão hả? Còn chú Bảy nữa, sao tự nhiên cái chú xúi ba con vô viện lão chi vậy? Cái này là do ba tự nguyện, chứ không có ông Bảy gì ở đây hết. Tụi bay nói hết chưa? Ông vô viện lão là quyết định của ông, mà ông vô viện lão là do tụi bay đó. Tụi bay có nhớ không? Cách đây mấy năm về trước, tụi bay làm ăn thua lỗ, xúi ổng bán nhà và hứa với gì ổng nhớ không? Nhưng mà thôi, cái chuyện cũ bỏ qua đi. Tao thấy ổng bây giờ ổng vô dưỡng lão, ổng vui hơn, thoải mái hơn và có những bạn bè nữa. Không có đâu chú Bảy. Ba ở nhà con cũng vui mà đúng không ba? Ba có thằng Bo, có vợ chồng con, vui hơn mà đúng không ba? Ba suy nghĩ lại đi ba. Ba đừng có nghe lời chú Bảy nói tầm bậy tầm bạ không à. Hai đứa nghe bà nói nè, cái chuyện ba đi vô viện dưỡng lão là do ba chọn. Với lại bây giờ ba cũng già rồi, ở đâu mà không được. Yên tâm đi, ba cũng có tiền hưu của ba mà. Ba vô viện dưỡng lão ở cũng đỡ vướng bận hai tụi con hơn nhiều. Ba. Với lại ba khuyên hai đứa nè, ở nhà đó dung dén cho gia đình mình yên ấm hạnh phúc, đừng có tối ngày xào xáo rồi cãi giả. Tụi bay cứ cãi giả với nhau vậy hoài á, rồi ảnh hưởng đến tâm lý của thằng Bo nữa. Ba, con biết ba giận vợ chồng con, nhưng mà ba thông cảm. Thật sự là ta trong thời gian vừa qua công việc nó bề bộn quá. Dạ. Thì khi mà không có cán đáng nổi rồi nó ồ ập quá, cho nên nhiều khi vợ con nó rối quá. Dạ, dạ, rồi, dạ. Nó nói bậy bạ chứ thật ra vợ chồng con nó không có ý gì hết ba. Ba thương vợ con thật sự không có ý gì hết. Dạ. Không sao, ba hiểu. Ba luôn thương tụi con bằng tất cả những gì ba có. Ba cũng thương thằng Bo vậy. Nhưng đây là sự lựa chọn của ba. Ba không hề trách hai tụi con chút nào hết. Thôi, ba bay đã quyết định vậy rồi, cứ để vậy đi. Bây giờ ba bay lớn tuổi rồi, mà tao thấy tụi bay cứ càng nhằn ổng hoài. Người lớn tuổi thì hay bị tổn thương lắm. Vì tao thấy ở đời có câu rất là đúng: cha mẹ nuôi con, biển hồ lai láng, còn con nuôi cha mẹ, tính tháng tính ngày.